một đứa trẻ vừa mới đẻ ra, bản chất chúng đã có tâm thức rồi. Nó đã hàm chứa ba cái: thói quen muốn, thói quen nghĩ và thói quen làm. Ba cái tâm thức này lấy ở đâu ra? Ba cái nội hàm của tâm thức này lấy ở đâu ra? Chính là trong kiếp trước chúng tái sinh. Còn bản chất cha mẹ chỉ sinh ra cho chúng được cái phần xác thân này thôi. Cho nên cha mẹ sinh người, trời sinh tính chứ chính là cái tâm thức của các con nó tái sinh lại. Mai có đặt câu hỏi: thầy cho em hỏi, trẻ từ mấy tuổi thì học hiểu và áp dụng được khoa học chuyển hóa tâm thức cả? Em cảm ơn thầy, chúc thầy buổi tối an lạc. Vâng, chị hình dung thế này, tâm thức nó chính là một cái vỏ hộp, và trong cái hộp đó, ví dụ như là mình mua một cái tuýp bánh xăng chẳng hạn, thì mình gọi là bán, ví dụ tôi đến tôi mua một cái hộp mà cho tôi gói thuốc đi, gói thuốc lá đi. Khi mình hỏi mua một cái gói thuốc lá thì có nghĩa là trong cái gói thuốc đấy nó có thuốc lá và có cái bật lửa chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì hay là bán cho tôi một gói mì tôm đi, thì rõ ràng trong cái gói mì tôm ấy bao gồm có mì tôm và bột canh. Như vậy thì tâm thức nó là cái gì? Thì tâm thức nó giống như cái gói mì tôm thôi. Thì bên trong tâm thức á, nó có ba cái chất liệu. Một là thói quen muốn, hai là thói quen nghĩ, và ba là thói quen làm. Nhưng phải có ba thói quen nhé. Như vậy tâm thức bản chất nó hàm chứa ba thói quen. Ví dụ như có những đứa trẻ khi mà đẻ ra thì nó muốn cái gì nó muốn cho bằng được, cho nên là nếu cái gì bất đắc như ý nó ăn đùng thì nó khóc, nó ăn vạ, nó muốn cái gì nó muốn cho bằng được, nó không cần nghe lý lẽ, thói quen muốn. Vậy thì ngay từ lúc đứa trẻ mới đẻ đã có tâm thức chưa? Thì xin thưa là có rồi. Thứ hai là thói quen nghĩ. Là có những đứa trẻ là nó nghĩ phải tự nó phải tự lập. Thì có những đứa trẻ ngay từ bé nó đã rất là tự lập rồi, đến giờ ăn cơm nó tự đến ăn cơm rồi, bố mẹ xúc cho nó không để cho xúc, nó tự xúc rồi, nó nghĩ là nó phải tập làm những cái việc này, nó phải tập. Và thói quen thứ ba gọi là thói quen làm. Thì có những đứa trẻ thậm chí đẻ ra thôi nó đã biết ngủ nghe đúng giờ rồi. Có những đứa trẻ là ngủ nghe nó lung tung rồi. Vậy thì có những đứa trẻ đẻ ra tính nó đã ngăn nắp cẩn thận rồi. Có những đứa trẻ đẻ ra là tính nó đã luộm thuộm. Như vậy là chúng ta thấy là một đứa trẻ vừa mới đẻ ra, bản chất chúng đã có tâm thức rồi. Nó đã hàm chứa ba cái: thói quen muốn, thói quen nghĩ và thói quen làm. Ba cái tâm thức này lấy ở đâu ra? Ba cái nội hàm của tâm thức này lấy ở đâu ra? Chính là trong kiếp trước chúng tái sinh. Còn bản chất cha mẹ chỉ sinh ra cho chúng được cái phần xác thân này. Cho nên cha mẹ sinh người, trời sinh tính chứ chính là cái tâm thức của các con nó tái sinh lại. Như vậy thì tôi muốn khẳng định lại là ngay một đứa trẻ vừa mới đẻ ra chúng đã có tâm thức rồi. Nhưng cái muốn của đứa trẻ thì khi chúng chưa hoàn thiện tư duy thì mình không được bổ sung thêm vitamin muốn. Ví dụ bây giờ đứa trẻ vừa mới đẻ ra mà đã nói là bố muốn con trở thành đại bàng thì thánh họ nó cũng không hiểu, đúng không? Hay là vừa mới đẻ ra mà đã bảo là con ơi có làm thì mới có ăn thì thánh họ nó không nghĩ được. Cho nên Bác Hồ mới dạy là đẻ con ra khi mà các con nó còn ở tuổi mầm non thì chỉ dạy cho nó thói quen làm. Bác Hồ mới dạy là gì? Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Chỉ cần là đến giờ thì vào ăn, ăn thì biết cầm đũa, phải cầm dĩa. Đến giờ thì phải biết đi ngủ, ngủ thì biết kéo cái mền lên đắp chăn, phải biết cởi quần áo ra thay quần áo ngủ vào. Rồi đến giờ phải biết đi học chứ không cần bố mẹ phải gọi.
đến giờ là phải biết vào bàn học. Vậy thì nó chỉ tạo thói quen tốt thôi, thói quen làm, chứ không cần phải làm tốt nhá, chỉ mới là thói quen làm thôi. Tức là cái giờ giấc cho nó tốt. Nhưng mà đây cũng là một vấn đề cha mẹ Việt Nam là rất thích nhồi nhét cho con ngay từ cái tuổi từ 0 cho đến 5 tuổi. Và nhồi nhét nó vào. Và bản chất là não của đứa trẻ nó chưa hoàn thiện mà chúng ta nhồi vào, cho nên tất cả những phần lớn những đứa trẻ mà lúc bé trở thành được gọi là thần đồng thì lớn lên không bấy đứa mà để lại cái giá trị lớn cho đời. Chỉ là âm vang quá khứ. Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện là vậy thì áp dụng cái học hiểu và áp dụng được khóa tâm thức thì một đứa trẻ nó phải hoàn thiện tư duy, tức là phải thay đổi thói quen muốn, thay đổi thói quen nghĩ, và nó hiểu tư duy là cái gì. Thì nên một đứa trẻ từ 13 tuổi trở lên thì khi mà cho cháu đi học chuyển hóa tâm thức là tốt nhất. Nhưng mà dưới cái đó thì cha mẹ đi học về, cha mẹ đi học về xong rồi chính là cái cách mình làm hương cho con, cũng chính là cách mà mình chuyển hóa tâm thức với con. Từ đấy ví dụ mọi người hay để ý là khi con mình gọi mình ấy, thì mình hay gọi là dạ dạ. Ví dụ gọi bố Tuấn ơi thì dạ dạ dạ. Thì đấy chính là cái cách mà mình gì thay đổi tâm thức cho con, tức là cái thói quen xưng hô đấy. Thì khi mình sau này mình gọi con mình là ví dụ Hiếu ơi, nó cũng bảo là gì dạ dạ dạ. Đấy là một cái cách mình làm gương cho con. Ví dụ mình đến giờ mình đi ngủ, mình bảo con ơi đi ngủ, thì hai bố con cùng ngủ thì đấy cũng là rèn cho con cái thói quen ngủ đúng giờ, ví dụ như vậy. Hay là đến giờ con vào bàn học thì mình cũng vào bàn học cùng với con ơi vào bàn học. Nhưng mà khi con đã vào bàn học rồi thì bắt đầu mình rời ra, tức là từ từ mình rèn cho con cái thói quen gì ngồi vào bàn học. Và khi nó hình thành thói quen rồi thì mình rời đi. Chính vì bọn Tây nó kỹ lắm, nó nghiên cứu là thói quen của con người hình thành sau 21 ngày, tức là mình phải ngồi bàn học với con là 21 ngày thì nó mới hình thành cái thói quen. Nhưng mà thường bố mẹ thì đứng ở ngoài quát lên là tại sao phải ngồi bàn học, thì nó ngồi vào phát là bố mẹ chuồn đi, thế thành ra thói quen nó không được hình thành. Đấy, tôi lấy ví dụ đơn giản như vậy thôi. Và tất nhiên có những cha mẹ may mắn là không cần phải rèn thói quen cho nó, thì nó đã có thói quen từ kiếp trước nó mang sang. Đấy, thì muốn chia sẻ với chị Tuyết Mai như vậy. Tóm lại là một đứa trẻ thì từ 13 tuổi trở lên, tức là cháu bắt đầu bước vào cấp 2, thì chị hoàn toàn có thể là cho cháu đi học cái lớp gì chuyển hóa tâm thức được. Thế còn lúc cháu nó nhỏ hơn thì sợ đưa vào cái lớp này, tất nhiên là đấy là về mặt bằng chung. Nhưng cũng có những đứa trẻ mà 13 tuổi nhưng mà nó không có duyên với Phật Pháp, nó không tập trung vào bản năng bên trong, nó không muốn tìm hiểu, nó không có trí tuệ, mà nó chỉ thích làm những thứ theo sở thích của nó thôi, bằng bản năng thôi. Thì thậm chí nó ngồi trong lớp nó không thích. Nhưng mà nó cũng có những trường hợp đặc biệt là có những cháu là nó chỉ có 7-8 tuổi thôi mà cha mẹ đưa đến thì nó vẫn ngồi học chuyển hóa tâm thức, mà nó còn học nghiêm túc hơn cả người lớn. Ở đây nếu mà anh em nào mà học cái lớp, một số cái lớp chuyển hóa tâm thức mà có một số con ấy, nó chỉ có 7-8 tuổi thôi, nhưng nó ngồi nó còn, kể cả ngồi thiền nhá, kể cả ngồi thiền nó còn thiền, ngồi nó còn ngồi nghiêm túc hơn mấy ông người lớn. Đấy, thì để cả nhà thấy là 13 tuổi là mặt bằng chung, nhưng cũng có những đứa trẻ nó phát triển đặc biệt, thì 6-7 tuổi thôi nó đã như một người Phật tử mà lâu năm rồi. Nhưng cũng có những đứa trẻ, không phải nói đứa trẻ đâu, mà cũng có những người lớn ấy, thậm chí 40-50 tuổi rồi nghe đến Phật Pháp là còn họ còn dị ứng mà. Vậy thì nó cũng phụ thuộc vào căn cơ rất là nhiều. Rồi cảm ơn chị Tuyết Mai. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.